Sơn Phan Con, chung tay vì bóng đá trẻ. Sơn Phan Con. Vậy thì chúng tôi chỉ muốn chúc ông Mai Đức Chung luôn dồi dào sức khỏe, vì ông là người hiểu rõ nhất sức mạnh của những cô gái bóng đá Việt Nam và vận dụng những sức mạnh ấy để vượt qua đối thủ mạnh nhất trong khu vực là đội tuyển bóng đá nữ Thái Lan. Không hề quá khi nói rằng huấn luyện viên Mai Đức Chung là người góp công lớn nhất giúp đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vượt qua Thái Lan để trở thành đội bóng giàu thành tích nhất ở SEA Games. 6 lần giành huy chương vàng thì 4 lần là do ông Mai Đức Chung dẫn dắt. Thái Lan cũng là đối thủ mà mọi giải đấu lớn, khu vực chúng ta đều xác định phải vượt qua để chạm đến chức vô địch. Lối chơi của đội bóng này bao năm nay cũng không thay đổi nhiều. Đội tuyển Thái Lan từ trước đến giờ vẫn luôn luôn đá với lối đá bóng bổng, chuyền hai cánh vào bên trong cho tiền đạo. Hiện tại bây giờ đội tuyển Thái Lan cũng có một tiền đạo khá là cao, như chưa phải biết là bạn cao trên 1m8. Bù lại Việt Nam mình là đội tuyển có một hình thể nhỏ nhưng mà nhanh, khéo léo. Chúng ta đã có một cầu thủ chỉ cao 1m53 vẫn có thể ghi bàn bằng đầu vào lưới đội tuyển Thái Lan. Không chỉ có bàn thắng từ cô bé nhỏ nhắn Dương Thị Vân, ở trận chung kết, đội tuyển nữ Việt Nam lại ghi bàn bằng chính thứ vũ khí mạnh nhất của đối phương. Chúng ta lại thấy sự cộng hưởng trong chiến thắng của bóng đá nam và bóng đá nữ khi mà ở SEA Games năm nay, mỗi lần hai đội tuyển có một tình huống cố định, chúng ta lại có cảm giác bàn thắng đã đến rất gần rồi. Đội tuyển nam thuận chân phải có Hùng Dũng, thuận chân trái có Hoàng Đức, còn đội tuyển nữ có Tuyết Dung thuận cả hai chân. Không phải ngẫu nhiên mà một nửa số bàn thắng của chúng ta xuất phát từ những quả đá phạt của Tuyết Dung. Và vũ khí lợi hại nhất của đội tuyển nữ bao năm qua không thay đổi, đó là tinh thần của người phụ nữ Việt Nam. SEA Games 10 năm trước, Kim Chi va đầu vào cột dọc rồi ra sân băng đầu cầm máu lại vào thi đấu. SEA Games năm nay, Trương Thị Kiều băng bó khắp đầu gối để che đi vết thương lớn ở đùi và thi đấu xuất sắc cả 120 phút trên sân. Tại vì đồng đội thì cố gắng thi đấu mà mình lại bị như vậy, mà mình nếu mà mình bỏ cuộc đó thì không tốt tí nào. Thì em mới thấy là mọi người cố gắng, mình cũng cố gắng theo. Hình ảnh những cô gái chiến đấu quả cảm đã thực sự lay động cảm xúc của người hâm mộ, từ mọi tầng lớp nhân dân cho đến người đứng đầu chính phủ. Đội nữ của chúng ta gây xúc động rất lớn cho người xem, bởi vì các bạn đã đá trên sức 100%. Có nhiều em nữ thương tích trên mình nhưng mà quyết tâm lăn xả vào trận đấu theo chỉ đạo của huấn luyện viên Mai Đức Chung, và có những em đã đi cấp cứu tại bệnh viện như em Nhung. Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đang là đương kim vô địch AFF Cup, đồng thời là nhà vô địch SEA Games 2 lần liền. Ngôi vị nữ hoàng của bóng đá khu vực đã được khẳng định bằng những sức mạnh to lớn luôn có ở những người phụ nữ Việt Nam. Sơn Phan Con, chung tay vì bóng đá trẻ. Sơn Phan Con.